Thưa quý khán giả, một lễ hội mang đậm bản sắc văn hóa của đồng bào Khmer sắp diễn ra tại tỉnh Sóc Trăng, đó là lễ hội ấp mong bốc, đua ghe ngò. Ngày hội nhằm tôn vinh những giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp, giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa của đồng bào Khmer Nam Bộ. Lễ hội Ấp ông bốc đua ghe ngò Sóc Trăng lần thứ 5 đồng bằng sông Cửu Long năm 2022 sẽ diễn ra trong 5 ngày, từ ngày 4 tháng 11 đến ngày 8 tháng 11, gồm các hoạt động chính như giải đua ghe ngò, phục dựng lễ cúng trăng, trình diễn lò Protip và ghe cà hâu. Một trong những hoạt động chính của lễ hội là giải đua ghe ngò. Giải sẽ diễn ra vào ngày 7 và 8 tháng 11. Dự kiến có từ 60 tới 65 đội ghe ngò nam và ghe ngò nữ trong và ngoài tỉnh Sóc Trăng tham gia tranh tài. Trong đó, giới các ghe ngò nữ sẽ thi đấu ở cự ly 1.000m và ghe ngò nam là cự ly 1.200m trên dòng sông Maspero, thành phố Sóc Trăng.